xin chào tất cả các chị em. Các chị em chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Và hôm nay thì Ngọc sẽ làm cái video này để giới thiệu với mọi người một thứ mà chắc chắn là chúng ta không thể nào thiếu được trong cái mùa Tết năm nay của mình, đó là cái kem dưỡng make up nhẹ của Laco. Kem ban ngày. Đó, đây là một cái hộp kem rất là xinh xắn. Và bây giờ thì Ngọc sẽ chia sẻ về những cái điều kỳ diệu của em nó. Đầu tiên đó là về cái chất kem nhá. Chất kem thì đây là một chất kem mà Ngọc vô cùng gọi là tự hào và hãnh diện về nó. Mọi người ăn sữa chua ấy, mọi người cảm giác như nó trong mịn và nó tan nhẹ ra trong miệng của mình như thế nào, thì cái kem này nó y xì đúc như vậy. Đó, nó rất là trong, nó rất là mượt, nên là khi mà mình đánh lên da ấy, cảm giác nó mát nhẹ trên làn da của mình. Và nó cung cấp cái độ ẩm vô cùng lớn cho làn da. Dùng rất là tiết kiệm nhá. Thì mình chỉ cần chấm nhẹ lên trên da này thôi, một chút thôi, là nó đã có thể là cấp dưỡng cho làn da của mình trong một ngày rồi. Và nó sẽ kiêm một cái lớp trang điểm nhẹ nhẹ. Bây giờ xu hướng là chúng ta không trang điểm dày bi dày bít nữa, đúng không? Trừ khi mà chúng ta đi dự cái event hay là chúng mình đi dự sự kiện ấy, thì chúng mình bắt đầu trang điểm đậm thôi. Chứ còn nếu mà đi chơi hay là đi làm bình thường thì anh em mình, chị em mình sẽ trang điểm kiểu phong cách xương xương một tí. Thì cái kem dưỡng này ấy, nó có cái tác dụng là làm lớp make up nhẹ. Nó chỉ lên khoảng tầm 1 đến 1,5 tông thôi, chứ không lên nhiều. Nên là khi mà mình nhìn mình trang điểm, mình đánh kem này xong ấy, thì sẽ thấy da mình nó sáng nhẹ lên. Và có một cái đặc điểm rất là quan trọng của cái kem dưỡng này này, đó là mọi người nhìn kỹ không ạ, nó rất là xương xương và nó cung cấp cái độ ẩm, cấp ẩm cho cái làn da của mình. Nên là nhìn cảm giác như nó không lộ vân kem, nhìn là chỉ thấy sáng da nhẹ lên một tí thôi, nhưng không hiểu vì sao. Đó, chứ nó không giống như là mình đánh phấn, phấn nền, nó không lộ một tí nào cả. Đó, và khi mà mình dùng ấy thì mình nên dùng cả một chút cho cái vùng cổ để cho nó sáng đều cái vùng da mình lên. Và có một cái đặc điểm nữa của cái dạng kem ngày của Laco này, đó là nó có thành phần kẽm dioxit và titan dioxit. Nên là khi mà mình ra ngoài trời thì nó có cái lớp dưỡng chống nắng và chống cái ánh sáng xanh. Nên là với một cái hộp kem thì nó có những ba tác dụng. Nên là Ngọc nghĩ rằng là trong cái mùa Tết năm nay mình không thể nào thiếu được cái kem dưỡng này. Đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Độ ẩm này, nhìn này, sướng dã man luôn ấy. Đấy, nó cấp ẩm. Không nhìn thấy những cái vân vân, những cái bột đâu. Nên là rất là xinh. Hộp kem dưỡng này thì có giá là 550.000. Tuy nhiên là mua cái giá ưu đãi ngay trong video này thì có 498.000 thôi. Và dùng được rất là lâu, nên là chị em hãy sở hữu một em như thế này ngay đi nhá. Rồi ôi, cứ nghe lời khuyên của Ngọc thì chắc chắn là chỉ có đẹp trở lên thôi. Cam kết luôn ấy.